Không còn mải mê với việc công kích cá nhân đối thủ, càng về những giai đoạn cuối của cuộc bầu cử, ông Trump lại càng cho dư luận thấy được những đường lối rõ nét trong các chính sách của ông ở các vấn đề trọng điểm. Cụ thể như mới đây, ông đã khiến cử tri yên tâm khi tuyên bố sẽ cải thiện đời sống của phụ nữ và bảo vệ họ nếu đắc cử Tổng thống. Dù mọi lời nói của ông ở hiện tại mục đích chính là thu hút cử tri, nhưng động thái này cũng cho thấy được sự thay đổi của ông và những suy nghĩ vì dân mà cử tri cả nước đang tìm kiếm. Phát biểu trước người ủng hộ trong cuộc vận động tranh cử ở Indiana, bang Pennsylvania hôm 23 tháng 9 năm 2024, ứng viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump nhắc lại bài đăng trên mạng xã hội Truth Social cuối tuần qua của ông rằng phụ nữ sẽ rất hạnh phúc và không còn nghĩ đến việc phá thai nếu ông đắc cử. Ông Trump nói, tôi đưa ra tuyên bố này cho những người phụ nữ tuyệt vời của đất nước chúng ta. Thật đáng buồn khi so với 4 năm trước, phụ nữ hiện nghèo hơn, sức khỏe kém, thiếu an toàn hơn trên đường phố và phải chi trả nhiều hơn cho hàng tạp hóa và mọi thứ khác. Cựu Tổng thống khẳng định sẽ thay đổi hiện trạng này một cách nhanh chóng nếu ông đắc cử. Ông Trump nhấn mạnh, cơn ác mộng này sẽ kết thúc bởi tôi sẽ là người bảo vệ các bạn và tôi muốn làm như vậy. Trên cương vị Tổng thống, tôi phải là người bảo vệ các bạn. Tuyên bố được ông Trump đưa ra khi cựu Tổng thống đang nỗ lực thu hút cử tri nữ ở giai đoạn nước rút của cuộc đua vào Nhà Trắng. Cuộc thăm dò của New York Times và Đại học Siena được tiến hành sau màn tranh luận vào ngày 10 tháng 9 năm 2024 giữa hai ứng viên Tổng thống, cho thấy ở nhóm cử tri nữ, Phó Tổng thống Kamala Harris giành được 53% tỷ lệ ủng hộ và ông Trump giành được 42%. Ở nhóm cử tri nam, cựu Tổng thống dẫn trước ứng viên Đảng Dân Chủ với tỷ lệ lần lượt là 53% và 39%. Cuộc vận động mới nhất đánh dấu lần đầu tiên ông Trump trở lại Pennsylvania, một trong 7 bang chiến trường kể từ cuối tháng 8 năm 2024. Cuộc thăm dò của Decisions Desk HQ The Hill cho thấy bà Harris đang dẫn trước ông Trump 1,2 điểm tại bang này. Phát biểu trước người ủng hộ ở Indiana, ông Trump cho biết kết quả bỏ phiếu ở Pennsylvania có thể quyết định người chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng 11 năm 2024. Cựu Tổng thống nhấn mạnh, hãy ra ngoài và lên kế hoạch bỏ phiếu sớm, bỏ phiếu vắng mặt hoặc bỏ phiếu trực tiếp vào ngày bầu cử. Rất đơn giản, nếu thắng ở Pennsylvania, chúng ta sẽ thắng chung cuộc. Ngoài những tuyên bố về chính sách cho các vấn đề then chốt, thì trạng thái tinh thần của các ứng viên mỗi khi phát biểu cũng trở thành mối quan tâm đặc biệt của dư luận. Bởi lẽ qua trạng thái tinh thần, cử tri có thể nhìn thấy sự tự tin của các ứng viên ở mỗi lời nói và hành động, để từ đó đưa ra quyết định cuối cùng rằng sẽ trao niềm tin cho ai. Phân tích ngôn ngữ xã hội về cách lựa chọn từ ngữ, tần suất ngôn từ và độ dài câu cho thấy sự khác biệt giữa ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa và ứng cử viên Đảng Dân Chủ. Trong các chiến dịch tranh cử của mình, cựu Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống Kamala Harris thể hiện những cảm xúc và tâm trạng khác nhau. Sự tương phản giữa họ đặc biệt rõ nét trong cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình vào ngày 10 tháng 9 năm 2024. Một ứng cử viên đã kêu gọi quá khứ, sử dụng nhiều từ ngữ tiêu cực hơn và khơi dậy nỗi sợ hãi. Ứng cử viên kia nói nhiều hơn về tương lai, sử dụng nhiều từ ngữ tích cực hơn và kêu gọi cảm giác hy vọng của cử tri. Là một nhà ngôn ngữ học, nhà văn và giáo sư chủ yếu giảng dạy về ngôn ngữ xã hội học, bà Patricia Friedrich, phó hiệu trưởng trường Đại học bang Arizona, luôn bị cuốn hút bởi cách mọi người có xu hướng sử dụng ngôn ngữ theo các mô hình. Cuộc tranh luận gần đây giữa hai đại diện Cộng hòa và Dân chủ đã cho bà cơ hội để xem xét các ứng cử viên này sử dụng ngôn ngữ để giành lấy sự ủng hộ của cử tri. Theo giáo sư Friedrich, việc xem xét cách tiếp cận mà một ứng cử viên lựa chọn có thể tiết lộ những sự thật sâu sắc hơn về họ. Theo truyền thống, qua cách hùng biện và ngôn ngữ, các chính trị gia có thể kêu gọi lý trí, cảm xúc hoặc thẩm quyền hoặc một số sự kết hợp của chúng để thuyết phục khán giả của họ. Về mặt cảm xúc, cả nỗi sợ hãi và hy vọng đều có hiệu quả trong việc thúc đẩy cử tri, không có cách nào đúng hay sai để thực hiện điều đó. Các nhà ngôn ngữ học đã phát triển khái niệm về idiolect, tức là kiểu ngôn từ, dấu ấn riêng giống như là dấu vân tay, khác nhau đối với mỗi cá nhân và được tạo ra từ những trải nghiệm ngôn ngữ và xã hội độc đáo của chúng ta. Mọi người thường chuẩn bị và tập dượt cho các sự kiện diễn thuyết trước công chúng, nhưng khi họ thực sự đối mặt với khán giả, họ có xu hướng quay lại với những gì đã trở thành bản chất của họ, kiểu ngôn từ.
Ví dụ, người nói không nghĩ về độ dài câu của họ, họ đang nghĩ về những ý tưởng mà họ muốn diễn đạt. Họ có thể không nhận ra rằng có những khuôn mẫu trong bài phát biểu và cách truyền đạt của họ, hoặc họ lặp lại cùng một từ nhiều lần. Giáo sư Friedrich đã dùng một công cụ trí tuệ nhân tạo AI trả lời các câu hỏi về tần suất của các từ, độ dài của câu và loại từ trong cuộc tranh luận. Bà kiểm tra tất cả đầu ra của công cụ AI theo cách thủ công để có thể đảm bảo không có sự khác biệt nào. Bà dự đoán rằng cách các ứng cử viên sử dụng ngôn ngữ trong cuộc tranh luận sẽ phản ánh cách tiếp cận khác nhau của họ đối với chiến dịch, đặc biệt là về định hướng quá khứ hoặc hiện tại, kêu gọi nỗi sợ hãi hoặc hy vọng, và các tuyên bố tiêu cực hoặc tích cực và thực tế là họ đã làm được. Đầu tiên, giáo sư Friedrich đã chọn 6 phân đoạn của bản ghi cuộc tranh luận, mỗi phân đoạn có độ dài tương đương và mỗi phân đoạn có cả 2 ứng cử viên trả lời cùng một câu hỏi hoặc ít nhất là một câu hỏi tương tự. Sau đó, bà xem xét sự tiêu cực trong ngôn ngữ của họ, cho rằng những tuyên bố tiêu cực hơn sẽ phù hợp hơn với lời kêu gọi chính trị đánh vào nỗi sợ hãi, trong khi những tuyên bố tích cực hơn sẽ liên quan chặt chẽ hơn đến thức tỉnh niềm hy vọng. Nếu một ứng cử viên kêu gọi nỗi sợ hãi, họ có thể sẽ tập trung vào những điều có thể hoặc đã sai. Ngược lại, nếu họ tập trung vào hy vọng, họ có khả năng tập trung vào những gì có thể diễn ra tốt đẹp trong tương lai. Kết quả cho thấy, ông Trump luôn đưa ra nhiều tuyên bố tiêu cực hơn bà Harris. Điều đó đúng với từng phân đoạn trong cả 6 phân đoạn, với tỷ lệ khác biệt từ 33% đến 166%. Ví dụ, trong phân đoạn dài 30 giây, ông Trump đã sử dụng các tuyên bố và từ ngữ tiêu cực như là hoàn toàn phá hủy và thảm họa 12 lần. Trong phản hồi dài 30 giây của mình, bà Harris chỉ sử dụng các tuyên bố hoặc từ ngữ tiêu cực 7 lần. Giọng điệu của các thuật ngữ cũng khác nhau, các từ ngữ tiêu cực của ông Trump có xu hướng mạnh hơn, chẳng hạn như bạo lực, rất khủng khiếp và vô lý. Nhìn chung, đối với tất cả các phân đoạn đã phân tích, trung bình, ông Trump đưa ra nhiều tuyên bố tiêu cực hơn đối thủ là khoảng 61%. Sau đó, giáo sư Patricia Friedrich xem xét độ dài của câu với suy luận rằng câu ngắn hơn có thể có xu hướng truyền đạt cảm giác cấp bách, phù hợp hơn với nỗi sợ hãi, và những câu dài hơn có thể trôi chảy và bình tĩnh hơn, do đó liên quan nhiều hơn đến hy vọng. Theo trực giác, mọi người có thể nghĩ rằng những tuyên bố ngắn phản ánh sự trực tiếp và giải quyết vấn đề một cách trực diện, nhưng không nhất thiết phải như vậy. Ví dụ, một trong những tuyên bố tương đối ngắn của ông Trump, thỏa thuận nói rằng bạn phải làm điều này, điều này, điều này, điều này, điều này, và họ đã không làm điều đó, có thể được coi là né tránh vì nó không chứa thông tin cụ thể, cho phép người nghe tự đánh giá xem điều gì đó đã được thực hiện hay chưa. Tuy nhiên, nó đơn giản và ngắn gọn, chỉ dài do lặp lại từ điều này. Đối với phân đoạn đầu tiên được phân tích, độ dài trung bình của các câu đối với ông Trump là 13 từ, trong khi đối với bà Harris là 17 từ. Khoảng cách mở rộng ở phần thứ hai, trong đó độ dài trung bình của các câu đối với cựu tổng thống là 14 từ, trong khi đối với nữ phó tổng thống là 25 từ. Mô hình đó cũng giống như là ở phần thứ ba. Cuối cùng, giáo sư Friedrich xem xét cách hai người nói về tương lai và quá khứ và liệu họ có nói về cái này hay cái kia nhiều hơn không, như những chỉ báo có thể cho thấy sự tập trung nhiều hơn vào nỗi sợ hãi hay hy vọng. Thông thường, trong bối cảnh sợ hãi, quá khứ gần như sẽ được sử dụng như một thời điểm để trốn thoát, còn quá khứ xa hơn là thời điểm để quay trở lại. Ngược lại, những người tập trung vào hy vọng sẽ hướng đến tương lai. Khi phân tích những phát biểu kết thúc của họ, bà Friedrich thấy rằng cả hai ứng cử viên đều đưa ra cùng một số lượng tham chiếu đến quá khứ, nhưng theo những cách rất khác nhau. Hầu hết các tham chiếu của Harris về quá khứ đều liên quan đến thực tế là ông Trump đã tập trung vào nó. Trong khi đó, ông Trump nói nhiều hơn về những thất bại mà ông cho là của những người đối lập trong quá khứ. Ông cũng nói về những thành tựu trước đây của mình, chẳng hạn như tôi đã xây dựng lại toàn bộ quân đội của chúng ta. Về các tuyên bố trong tương lai, cả 4 tuyên bố của ông Trump đều là cảnh báo những gì ông cho rằng sẽ xảy ra nếu đối thủ của ông giành chiến thắng. Ví dụ, nếu bà ấy thắng cử, hoạt động khai thác khí đá phiến ở Pennsylvania sẽ kết thúc vào ngày đầu tiên của nhiệm kỳ Tổng thống. Bà Harris đã có 9 tuyên bố hướng đến tương lai, tất cả đều nói về những gì bà dự định làm. Ví dụ bà nói, và khi tôi trở thành tổng thống, chúng tôi sẽ làm điều đó cho tất cả mọi người, hiểu rằng giá trị mà tôi mang lại cho việc này là quyền được chăm sóc sức khỏe, phải là quyền, chứ không chỉ là đặc quyền của những người có khả năng chi trả. Cũng trong tuyên bố kết thúc của mình, Phó Tổng thống Harris đã tóm tắt cả cuộc tranh luận.
tối nay các bạn đã nghe hai tầm nhìn rất khác nhau cho đất nước chúng ta, một tầm nhìn tập trung vào tương lai và một tầm nhìn tập trung vào quá khứ, và một nỗ lực đưa chúng ta trở lại quá khứ, nhưng chúng ta sẽ không quay lại. Kết quả bầu cử sẽ cho chúng ta biết liệu cử tri Mỹ tại thời điểm này bị thu hút nhiều hơn bởi nỗi sợ hãi hay hy vọng. Và khoảng thời gian vài tuần tới chắc chắn sẽ cung cấp một lượng lớn dữ liệu cho các phân tích ngôn ngữ. Có thể thấy rằng dựa trên những phân tích của AI, cử tri dần hình dung được trạng thái tinh thần thật sự của hai ứng viên ở giai đoạn nước rút. Ai còn nhiệt huyết và đường lối của ai thu hút được cử tri hơn đều được thể hiện rõ. Và liệu việc giúp cử tri hiểu rõ bản thân các ứng viên có giúp chiến dịch tranh cử của họ gặp thuận lợi hơn hay chỉ làm chặng đường sắp tới trở nên khó khăn hơn? Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đang thúc đẩy cuộc tranh luận thứ hai với cựu Tổng thống Donald Trump và được cho là sắp công bố loạt chính sách kinh tế mới. Theo thông tin ghi nhận được, ứng viên Tổng thống Đảng Dân Chủ là Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris ngày 22 tháng 9 năm 2024 đã kêu gọi ứng viên phía Đảng Cộng Hòa Donald Trump chấp nhận đề nghị tranh luận trên CNN vào ngày 23 tháng 10 năm 2024 như một phần tiếp theo của cuộc tranh luận ngày 10 tháng 9 năm 2024. Bà Harris nói với những người ủng hộ tại một buổi gây quỹ ở thành phố New York rằng ông ấy nên chấp nhận vì tôi thực sự cảm thấy rằng chúng ta nợ người dân Mỹ và cử tri về việc gặp nhau một lần nữa trước ngày bầu cử. Chúng ta nên có một cuộc tranh luận khác. Đối thủ của tôi đang tìm lý do để tránh né. Đáp lại, một đại diện thuộc chiến dịch tranh cử của ông Trump đã đề cập phát biểu của ứng viên tổng thống này tại cuộc meeting ở Bắc Carolina ngày 21 tháng 9 năm 2024 khi được hỏi về đề nghị tranh luận từ bà Harris. Ông Trump phát biểu tại cuộc meeting, vấn đề về một cuộc tranh luận khác đã quá muộn, việc bỏ phiếu đã bắt đầu. Ngày 21 tháng 9 năm 2024, cử tri tại ba bang Minnesota, Nam Dakota và Virginia đã bắt đầu bỏ phiếu sớm trước ngày bầu cử chính thức. Bà Harris ngày 22 tháng 9 năm 2024 thừa nhận cuộc bỏ phiếu sớm đã bắt đầu ở một số bang, nhưng lưu ý còn hơn một tháng nữa mới diễn ra cuộc bầu cử chính thức. Cùng ngày, đài NBC News công bố kết quả cuộc khảo sát ý kiến của 1.000 cử tri được tiến hành từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 9 năm 2024, cho thấy bà Harris dẫn trước ông Trump 5 điểm phần trăm với tỷ lệ ủng hộ tương ứng 49% và 44%. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn được công bố ngày 22 tháng 9 năm 2024, ông Trump cho hay ông sẽ không tranh cử Tổng thống Mỹ lần nữa nếu thua bà Harris trong cuộc bầu cử sắp tới, theo Reuters. Ngoài việc thúc đẩy cuộc tranh luận thứ hai với ông Trump, bà Harris được cho là trong tuần này sẽ công bố một loạt chính sách kinh tế mới nhằm giúp người Mỹ phát triển sự giàu có và đưa ra những biện pháp khuyến khích kinh tế cho các doanh nghiệp để hỗ trợ mục tiêu đó. Những nguồn tin này cho biết thêm, các chính sách mới có thể được công bố tại thành phố Pittsburgh thuộc bang chiến trường Pennsylvania vào ngày 25 tháng 9 năm 2024. Trong bối cảnh những cử tri chưa quyết định chọn ứng viên nào, tiếp tục yêu cầu thêm thông tin về cách bà Harris sẽ giúp họ về mặt kinh tế nếu bà được bầu làm Tổng thống vào tháng 11 năm 2024. Việc công bố hàng loạt chính sách kinh tế mới sẽ diễn ra sau cuộc tranh luận sôi nổi trong Đảng Dân Chủ về việc liệu công bố thêm các chính sách kinh tế quá gần ngày bầu cử có phải là một chiến lược thông minh hay không. Một số cố vấn thừa nhận việc công bố chính sách kinh tế mới chỉ còn chưa đầy 50 ngày nữa là tới ngày bầu cử có thể đồng nghĩa rằng những biện pháp mới sẽ không đến được với các cử tri quan trọng. Các nguồn tin không cung cấp thông tin chi tiết về các chính sách kinh tế mới dự kiến sắp được công bố. Phát ngôn viên James Singer thuộc chiến dịch của bà Harris cũng không bình luận về loạt chính sách kinh tế mới. Ông Singer chỉ nói rằng bà Harris sẽ tiếp tục đưa ra chương trình nghị sự kinh tế cơ hội của mình là giảm chi phí, làm cho nhà ở có giá cả phải chăng hơn và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trên khắp nước Mỹ. Cũng là một phần trong chiến lược bứt phá của bà Harris, mới đây bà đã công bố những chính sách tranh cử. Các chính sách này đều nói về những vấn đề nóng được cử tri quan tâm. Và việc bà Harris công bố những chính sách như vậy được nhận định là một bước đi đúng đắn và khôn khéo của ứng viên Đảng Dân Chủ. Chiến dịch tranh cử của bà Kamala Harris, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ, đã công bố cương lĩnh chính sách tranh cử. Chiến dịch tranh cử của Phó Tổng thống Harris ngày 8 tháng 9 năm 2024 giờ địa phương đã công bố cương lĩnh chính sách mới với tiêu đề Một con đường mới tiến về phía trước, A New Way Forward,
trong đó trình bày chi tiết chương trình nghị sự về kinh tế và đối ngoại, cũng như các điểm mấu chốt trong những mục tiêu của chính quyền Kamala Harris tiêm quan nếu thắng cử. Theo cương lĩnh này, về kinh tế, chính quyền của bà Harris dự kiến sẽ cắt giảm thuế cho hơn 100 triệu người dân Mỹ thuộc tầng lớp lao động và trung lưu, cắt giảm chi phí sinh hoạt hàng ngày thông qua các biện pháp như hỗ trợ thuế cho gia đình có trẻ em, người có thu nhập thấp và trung bình, hỗ trợ tín dụng lên tới 25.000 USD cho người mua nhà lần đầu trả góp, gia hạn việc áp giá trần 35 USD với thuốc tiểu đường, insulin và mức trần 2.000 USD với chi trả y tế. Về nhập cư, chính quyền của bà Harris sẽ khôi phục đạo luật nhập cư lưỡng đảng đã không được Quốc hội hiện nay thông qua. Về quyền sinh sản, bà Harris cam kết sẽ ký ban hành đạo luật khôi phục quyền nạo phá thai trên toàn liên bang nếu đạo luật này được Quốc hội thông qua. Bà Harris cũng sẽ tiếp tục thúc đẩy đạo luật bảo vệ quyền bỏ phiếu của cử tri. Về chính sách đối ngoại, cương lĩnh đề cao kinh nghiệm quốc tế của bà Harris, xây dựng hình ảnh của Phó Tổng thống như một nhà ngoại giao không mệt mỏi và đầy hiệu quả trên trường quốc tế, khẳng định bà sẵn sàng đương đầu với chế độ độc tài, bảo vệ lợi ích và lực lượng của Mỹ khỏi các mối đe dọa từ Iran và đảm bảo rằng nước Mỹ chứ không phải Trung Quốc sẽ giành chiến thắng trong cuộc cạnh tranh của thế kỷ 21. Tài liệu cũng cho biết bà Harris đang sát cánh không ngừng nghỉ với Tổng thống Biden nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn trong cuộc xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas. Việc chiến dịch của bà Harris công bố cương lĩnh chính sách là nhằm đáp trả các chỉ trích lâu nay rằng Phó Tổng thống đã cố tình mập mờ, thiếu vắng hoặc thậm chí đảo ngược hoàn toàn lập trường chính sách về các vấn đề quan tâm của cử tri. Tài liệu cũng được giới thiệu cùng với nội dung dự án 2025 của Quỹ Heritage, qua đó nhằm nêu bật sự tương phản với chiến dịch của cựu Tổng thống Trump, mặc dù phe của ông Trump đã nhiều lần bác bỏ mọi liên hệ với dự án 2025. Đứng trước sự ganh đua của cả ông Trump và bà Harris trong cuộc tranh cử, rất khó để đoán được chiến thắng sẽ thuộc về ai. Và cũng chính vì sự tranh đấu quyết liệt này mà cử tri Mỹ đã cuốn theo sức hút của cuộc bầu cử. Đặc biệt, theo ghi nhận, số lượng cử tri đăng ký bỏ phiếu bầu Tổng thống Mỹ năm nay đang phá kỷ lục, đặc biệt ở giới trẻ và nhiều người trong số họ bỏ phiếu lần đầu. Giữa lúc cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đang đến gần, số lượng cử tri đăng ký bỏ phiếu đang phá kỷ lục, thể hiện mối quan tâm ngày càng tăng của người dân đối với những chính sách của chính phủ nhiệm kỳ tới. Tờ USA Today ngày 22 tháng 9 năm 2024 dẫn thống kê của Tổ chức Hỗ trợ Đăng ký Bỏ phiếu Vote.org cho thấy vào ngày đăng ký cử tri quốc gia hôm 17 tháng 9 năm 2024, có hơn 150.000 người đăng ký trên trang này, con số cao chưa từng thấy. Cách đây 2 tuần, có đến 337.826 người nhấn vào đường link trên tài khoản Instagram của ngôi sao ca nhạc Taylor Swift để được điều hướng đến trang đăng ký bỏ phiếu tại tiểu bang của họ. Dù ca sĩ này ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris, những người truy cập không cần cung cấp thông tin đảng phái và Vote.org hay Swift cũng không theo dõi quá trình đăng ký đảng phái của họ. Theo Vote.org, một tỷ lệ lớn những cử tri mới đăng ký là người trẻ, trong đó có nhiều người lần đầu bỏ phiếu. Nhóm dưới 35 tuổi chiếm đến 81% số cử tri đăng ký hôm 17 tháng 9 năm 2024, với số lượng người 18 tuổi tăng đáng kể và cao hơn 53% so với cùng kỳ cách đây 4 năm. Theo CEO Andre Hailey của Vote.org chia sẻ, "Chúng tôi thực sự chứng kiến sự gia tăng số người 18 tuổi đăng ký bỏ phiếu. Chúng tôi biết rằng mình có thể đưa thế hệ cử tri tiếp theo vào nền dân chủ nếu có thể khiến mọi người đăng ký và tham gia cuộc bầu cử này." Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren đang tìm cách tạo điều kiện để dễ dàng hơn cho mọi người đăng ký bỏ phiếu. Sau nhiều năm vận động, nghị sĩ thuộc Đảng Dân Chủ này hôm 20 tháng 9 năm 2024 thông báo những người nộp đơn xin bảo hiểm y tế thông qua trang healthcare.gov sẽ được cung cấp tùy chọn nhận thông tin về việc đăng ký cử tri. Ngoài ra, nhiều người khác có những cách sáng tạo để giúp cử tri trẻ đăng ký. Doanh nhân Ezra Zasanok, sở hữu công ty cho thuê căn hộ Ohana tại thành phố New York, bang New York, đang tiếp cận cử tri trẻ bằng những câu chuyện hài liên quan bầu cử. Công ty đang phát những tờ bướm về những câu chuyện này kèm mã QR dẫn đến trang đăng ký bỏ phiếu. Về những điều quan tâm hàng đầu của cử tri, một khảo sát mới đây của APNORC cho thấy nhiều người tập trung vào các vấn đề kinh tế, y tế, nhập cư, phá thai và chính sách về súng đạn, trong khi một số quan tâm các chính sách đối ngoại của Mỹ. Trước cuộc bầu cử, không có sự cách biệt lớn từ người dân đối với hai ứng viên là Phó Tổng thống Harris và cựu Tổng thống Donald Trump về vấn đề kinh tế. Khảo sát cho thấy tỷ lệ ủng hộ cho mỗi ứng viên đều là khoảng 40% đối với câu hỏi ai sẽ làm tốt hơn về kinh tế. Trong khi đó, khoảng 10% chưa tin tưởng vào ứng viên nào
về chính sách kinh tế. Khoảng 80% cho rằng kinh tế là một trong những vấn đề quan trọng nhất khi họ cân nhắc bỏ phiếu. Giới quan sát cho rằng hậu quả của tình trạng lạm phát tăng đột biến vào năm 2022 lên mức cao nhất trong 4 thập niên đã ảnh hưởng cuộc bầu cử tổng thống năm nay. Đối với các vấn đề khác, hơn 50% người tham gia khảo sát cho rằng y tế là mối quan tâm hàng đầu, trong khi gần 50% quan tâm những vấn đề tội phạm, nhập cư, chính sách về phá thai và súng đạn. Chỉ khoảng 1/3 xem biến đổi khí hậu là vấn đề quan trọng và 1/4 xem chính sách liên quan xung đột Hamas-Israel của các ứng viên sẽ tác động lá phiếu của họ. Khảo sát được tiến hành từ ngày 12 đến ngày 6 tháng 9 năm 2024 với sự tham gia của 1.771 cử tri có đăng ký với biên độ sai số cộng trừ 3,4%. Có thể thấy rằng, giữa lúc diễn biến cuộc đua bầu cử đang diễn ra rất khó lường, thì mọi sự chuyển biến của các ứng viên đều trở thành tâm điểm bàn tán của dư luận. Và mới đây, khi bà Harris công khai tung đòn mới trước đối thủ Donald Trump, đã khiến chiến dịch của bà ngày một nóng lên. Những tiếng vang trên hành trình tranh cử được hiểu rằng sẽ giúp ích nhiều cho các ứng viên trong cuộc đua bầu cử. Tuy nhiên, liệu rằng bà Harris có biết tận dụng thời cơ này để tiến vào Nhà Trắng hay không, thì vẫn cần thêm thời gian để trả lời.